Đây mấy mấy bữa đầu xịt rầy rồi, mới xịt hôm kia luôn á, mới hôm kia luôn phải không? à. Mà trên này cái nó đây còn này đó, còn nguyên ban ngày mà thấy vậy là chắc dữ dội luôn á. Đục này là anh tỉa cành đồ ngon lành hết á chứ đi. Để lâu à? Mai mốt lưu ý mấy cái chỗ đây nè, anh chỉ cho. Qua đây này Quang, đây này em cắt á. Dạ. Sau này là em cắt sát luôn phải không? Dạ. Cắt sát luôn để làm gì không, để nó liền cái da lại, cắt sát không quét thuốc đó, thuốc sâu đục thân rồi thuốc nấm quét lại chứ không bây giờ nó làm cái lỗ rồi, thấy không? Đúng rồi. Đó, sau này rút cái kinh nghiệm mấy cái chỗ đây này, đây là trong những cái kinh nghiệm mà mình cần phải khắc phục ở chỗ đấy. Rồi còn còn một số cái vấn đề để hướng dẫn cho em làm cho nó sau này cây nó đạt. Bữa giờ là anh câu ống nước ra ngoài rồi nhưng mà câu cũng chưa đúng đúng ý anh á nghe. Đúng rồi. Thế là bây giờ này em muốn dụ cái tàn nó ra mạnh phải không, muốn dụ cái tàn mạnh ra là ống nước này em đi ra rộng ngoài đây luôn. Cái cây này bây giờ á, nhiều nguyên cái cây này phải 4 mét hết rồi á, ra rộng phải 4 mét mới tưới giáp được. 2 mét là chỗ giữa này vẫn chưa không đủ nè, phải 4 mét. Thì bây giờ á, canh nhà này cái rễ lúc nào nó đi ra tới đây nó kia đâu này, nên em lưu ý á, là mùa nắng hay sao, mùa nắng là nó sẽ có thêm một cái phần bị cháy lá nhỏ cái lá già đấy. Là khi mà nó cháy cái lá già này, nó cháy sơ sơ khúc này là nó thiếu nước ấy. Nếu như em để cỏ thì không sao, nhưng mà cỏ ví dụ như nắng quá nó không có lên nậu á, là nó thiếu nước thì cái nó dành nước cho hàng đọt non này. Anh này sáng anh này qua đó, nó dành nước cho cái đọt non này thì cái lá này nó sẽ bị cháy cái chốt. Rồi lưu ý cái chỗ này nha. Thì bây giờ á, là riêng chỗ này nè, là tàn nó đây rồi nè, thì rễ bây giờ nó ra tới đây rồi nè ông thần. Thì giờ mình ăn giang là một cái bét ngay đây là được 2 cây trên giữa đây luôn hả? Trên giữa. Sao nó ít quá không? Nó ra tới đây mà phun là nó ra tới đây này, còn bên kia cái đường rồi thì bây giờ mình nhấp ra. Bữa. Làm sao làm là nước chỗ đây em phải có, chỗ đây nó nhiều lên. Bữa giờ chúng ta chơi bét quay rồi bét dịch ra chúng tới cỏ đó. Cho nó phải có hàng ngay hàng đây là đúng phải rồi. Có này để sau này có dấu sẵn này để gắn cái bét quay vô giữa là lụm liền luôn. Sau này á mình làm bông làm trái nó quen cái cây. Tại vì em mới điều được khi mà giai đoạn làm bông nó quan trọng cái vấn đề mà điều chỉnh nước. Cái nước nó rất quan trọng cái giai đoạn mà điều chỉnh nước để mình tránh cái vấn đề sốc đó chú. Cái này chờ nắng chút xíu nữa cho xe bóc móc giật cái bồn ra. Giật cái bồn ra đúng không? Mình xả bồn. Hồi xưa nói chung là cũng hơi xa chỗ đấy. Trồng trong gốc tiêu mà. Trồng sen không mà. Ở trong cái đổ tiêu luôn á, sâu lúc luôn á. Hồi xưa có tưới tự động nó không làm âm mà sao tưới nước. Hồi xưa là mình kiểu mình tưới giấy vậy không? Tưới tay vậy nè, tưới dòi á. Đi ra tới đâu chặt tới đó đó. Ra tới đâu chặt. Dạ. Hồi đó trồng hết tiêu luôn. Bây giờ là nó có cái khoảng rộng rồi này, bây giờ mình tạo cái điều kiện cho nó ra. Chứ nếu mình không có cái môi trường nó ra là cây nó cứ bị bó rễ, bị vê lên. Đúng rồi. Đó. Này ở dưới này hai cha con cứu cần chết luôn. Cứu cần chết. Cài rồi quá. Này mới phát cỏ đó, chứ vừa em không rồi không xịt nha. Nếu thì cái làm tốt là, làm nông mà bữa nay xịt túc cỏ là nó sai rồi đấy. Dở rồi. Cái này cái hàng đó, cái cỏ đó bà già bà đi, cái bà lấy bà xịt vậy cái đường đi của bà vậy, cái đó là cái đường đi, đường ấy đường đi. Tiêu bây giờ là chắc nó cũng xong một mùa này, chắc cũng dọn rồi, người ta tiêu mùa này là cưa hết rồi, dẹp hết luôn giờ. Chứ mình tiêu chứ giữ cái từ tiêu chắc đi vụ hết này, tiêu hết tại mình để lỡ rồi ăn mùa này đấy. Thì giờ nó có cái khuyết điểm chỗ đây là cái ống nước không. Còn bây giờ cây của em bây giờ nó thiệt là dãy là không còn cái gì phải che nữa. Nhưng mà có một cái sau cây mình nó bị giọt lên là mình biết rồi, hồi xưa mình nó trồng xe nó rọc. Đúng rồi. Nó đi theo ánh sáng. Tàn không to thật. Tàn không to. Tàn bị cớm tiêu á. Thì bây giờ mình nhử nó ra. Phải mọi cách phải nhử nó ra, nó có nước bên ngoài nó cứ nhử nó ra rồi ra. Và lưu ý luôn nha. Đừng có theo cái quan niệm nào hôm qua anh có đăng cái bài đó, đừng có quan niệm là cắt đọt là cây nó sẽ luôn. Mà cắt rồi. Cắt rồi hả? Cắt nửa năm trước rồi á. Cắt giờ nó vẫn lên lại. Giữ cái đọt lên. Vẫn lên như thường lại. Giữ một cái đọt lên. Gió anh ở đây dối rồi lắm. Gió anh biết rồi, nhưng mà cái cơ đọt á nhớ này, nó có 1m 2m nó không ăn thua. Mình muốn giữ á là giữ cái gốc này. Đúng rồi. Giữ cái gốc chứ còn cái ngọn mà mày giữ được cái gì? Đủ yếu. Nè cắt rồi, gió cắt rồi. Gió cắt á. Cái này chú thấy bên nó lên ba trắng hầu xưa á nha, mình kỹ á nha. Là khi nó lên ba trắng á mình giữ một trắng hầu. Đúng rồi. Mình bấm mấy thằng kia đi. Đó thì không, ok. Không biết chứ không cắt đọt là bỏ, đã vậy nó muốn ra nhiều ra nhưng mình đâu có để ý đâu mình làm. Đó, thì bây giờ sau này bây giờ em cũng phải làm cái thang, đừng làm thang dày.
em làm cái thang mà thang cặp cặp vô thân á, em thấy rồi, gác lên cần gác lên rồi. Chỉ làm cái thang này là ông bố ông trèo vô cũng không này được, nhét đâu vô đâu nổi đâu, không được. Chào bác. Dạ. Mưa phân nở hết rồi kìa, mà coi bị déo ông đâu dám bỏ rồi, mưa quá đâu dám bỏ. Mưa này lưu ý phần phần đóng phân nở luôn kìa. Nữa là mùa mưa không có đi. Phân bò cũng chưa bỏ, phân dê phân chuồng chưa bỏ luôn. Bữa giờ toàn tưới phân nước không à? Tưới phân nước. Chữ là phân nước không à? Mà em mới trồng có 6 tháng rồi đó. Dạ. Cái này mới dưỡng lại được có mấy tháng nè. Nè, xưa không biết là cái nhánh này cứ cắt ngang hết rồi nè. Giờ đâu ai cắt ngang đâu không? Đâu, cái này bình thường chứ em, cái này vẫn vẫn cắt bình thường để nó ra được, em giữ được cái cành này nè. Đúng rồi. Giữ cái cành này, nếu như mà cành này em không cắt á thì nó lép hết này nè, phải cắt là lép. Nó sửa ngay từ đầu chứ, sửa bình thường chứ. Hồi xưa mà cái này cắt thấp nó xuống chỗ đây nữa này, ngon này, để mấy cành này nó lên nè, nhưng bây giờ nó lỡ lên tới đây rồi. Lỡ. Cái này nhỏ chút. Qua bên này thì làm thì phải mùa này làm là lấy làm mùa bói thì phải sửa lại tiêu đồ hết cơi lại. Qua đường này đi. Không phải làm 50-70 cây kiếm kinh phí chứ. Lấy lụm lúa để có khăn quá. Trải nó chứ. Để có cái đầu tư chứ. Phải có cái đầu tư. Cái này mà hồi trước trồng đất trống đó dữ lắm nha. Trời, cây sầu riêng là nó ưa nắng chú. Nhưng mà nó không chịu được cái hạn thôi. Nè tiêu, một lớp tiêu mà lớp cây tiêu nó có cây keo nó phụ ra vậy cái bỏ luôn. Chứ cái cây này mà không có tiêu này nó ra hai cái này nó đụng tay với nhau luôn nè. Hồi xưa trồng hơi gần á. Gần. Nhưng mà sao nhánh ở dưới nó nhỏ mà lên trên bự, bị lúc mà mình ấy nó lên trên thì được. Có nghĩa là hồi xưa là bây giờ cái này nè, thấy không? Tiêu nó ra. Nếu như á mà cái này không có hàng tiêu, với lại em trồng rộng. Anh diễn tả nha, chỉ cần mình ví dụ không có hàng tiêu đi thì bây giờ em trồng sát với nhau á, mặt trời nó đâu có rọ được vô đây. Đúng rồi. Cái cây sầu riêng nó cần nắng nhưng không phải là nó khô hạn, nó cần có ánh nắng đấy. Ví dụ như bây giờ lên trên này lên là vượt được này, coi tàn nó này, đù coi tàn thấy không, coi quan coi tàn này, ông làm đàn nó xê đều, phải cây nào cũng vậy nè. Mà hầu như là cũng kỹ thuật cao á, cũng xây tàn đều á. Dạ ông tỉa không ạ? Nó ra vậy chứ đâu có tỉa nhiều đâu. Ra vậy. Nó ra vậy không à? Chứ nó tàn nè. Nhưng mà nó đi con cái là mấy năm rồi ta? 4 năm à. Chưa đầy 4 năm nữa đó. Chưa đầy 4 năm. Hết mưa mới được 4 năm. Lúc đó em trồng nắng luôn. Có nước tưới mà. Chính là 8 tháng. Thì nó so với tốc độ người ta trồng mà gọi là chuyên canh á. Mình là đa canh đâu. Nhưng mà mới trồng có 6-7 tháng này thôi. 3 năm mấy là bỏ luôn. Không bỏ phân không gì hết luôn á. 3 năm mấy trời là để thiên nhiên vậy luôn á. Mới trồng chừng 6-7 tháng à. Mới trồng lại 6-7 tháng vậy là cũng ok rồi đấy. Để nói cho nghe nè. Dạ. Hồi trước cái đường đi nè, trồng mấy cây sầu riêng đường đi để bỏ thiên nhiên luôn đó. Dạ. Mà cũng không xịt thuốc gì tới mùa có trái mà giờ sau lục phân đục nát tôi cắt rồi đó. Dạ. Hồi đó đâu xịt thuốc đâu, đó là như đó. Rồi thấy vậy cái bắt đầu trồng cái này ăn trái rồi mới trồng cái này xen vô tiêu. Dạ. Thì xen mình cũng không biết mình xen mình để vậy chứ. Trời cứ cái này tôi cái đất cao nhồng tôi lấy cái khoan á. Khoan cái lỗ tôi để ụp như đó. cái con mà tròn á. Đúng rồi. Khoan mấy phát cỏ. Mà thằng này nay nổi rễ lên hết đỡ. Đấy bây giờ nó cũng như ở bên kia thôi, bây giờ phải xử lý lại cái ống nước ăn hết mùa tiêu rồi. Đúng rồi. Cha nó dọn đi tiêu cha. Em đó. Có bếp có ống sẵn hết rồi mà em chưa rảnh làm á. Tại bữa giờ đang mưa á. Trời chúng bây giờ lên làm lên thì tưới làm 4 bếp hết khúc này. Khúc này 4 bếp mà cho ra đây nè, cho ra dạ. tới 10 tháng. Chú sao mà chú ăn được nghêu đây nè. Đó. Nghêu đây là ăn được 2 cây nè. Là ống nước là ngon lành luôn, cứ dinh dưỡng mình dứt thôi. Thì nhưng mà sao đây còn đỡ bét nữa nè. Dạ, đỡ bét. Chỗ này sao? Không lẽ đằng kia đằng giữa kìa. Thì cứ giữa, Thì đây nè. Cái này nè. Cái bét á, em lấy cái bét chết y kìa, bét kéo chấm á. Sau này mình dụ mình thu hoạch nông sản đâu, mình dọn được nó dễ. Chứ đồ kéo là mấy cái ống này đâu, cái này thứ nhất nó tốn tiền. Cái này là đầu tiên nè, không biết nè. Cho nên tốn tiền, cái này là làm loại này tốn tiền. Mà đây nè, cái cây này nó mới tốt nè. Đây. Mình nổi là vậy đó. Trồng được cái cây dày nè. Đấy. Như cái con gà đứng lên đấy đó. Đồ đi đâu cũng nghe gà là nghe mê là phải không? Gà với rượu. Ấy y chang, y như vậy nè. Thì trồng có thứ này nè. Đó. Lỗ khoan lỗ để xuống thôi.
mà cái chỗ này nó có cái độ dốc nó đất nó tụt á. Ừ. Hồi trước nó cao vậy này. Nó cao ha. Mấy con bang ra đúng không? Này cút cút không á. Bang rồi. Vẫn còn nhỏ nè. Giờ từ giờ tới xịt tiêu đó, à. Xịt vô gốc cho nó tụt quá. Đúng rồi. Thì vậy là hồi xưa giờ là cũng đang cũng nghiên cứu cũng khảo sát rồi cũng học hỏi đâu rồi chứ. Có trên tin mạng không à? Có trên YouTube không à? Chứ không biết làm sầu riêng gì đâu. Nó phải dày nè, dày nè. Tại vì cái chỗ này là mọi người đều biết là cái gốc cái chỗ này là nó như cái cành đấy đâu mà đúng không, nó vừa hút dinh dưỡng nó hút vào đây này đủ nó đi ra tút vào đây đậu này nó thẳng ra nó ra lúc xa lắm rồi nó ra xa lắm rồi á, nhưng mà do cái cành của mình không đi được là bị đúng bị rồi. Rập tiêu ừ, bị rập tiêu nói chung là không biết cái gì làm trái luôn không biết làm sao luôn tôi tư tiêu quá tôi xịt vô thì nghe nói nó để này ngọt nó ngọt cổ rễ nó khúi chết biết mới biết mà nó chưa được năm đó mà. Cái sư phụ ấy, các bạn ghê chưa nó xí này là côn mà đúng không xe gì chạy không được xe hơi chạy không được mà xe gì chạy không được hết đó sư các bạn tại sao không được ra đô đàng hoàng ấy tôi giới thiệu chiếc này của ai bà bác chiếc này cháu nội của cháu nội hả bác bác chạy hết hơi hơi một trời ẹt rồi nước con để uống để tí nè dạ ẹt mới ra đầu tiên là chạy tới con không á vừa tới mấy cho nhỏ cháu nội đó vợ chơi bỏ lại nhà rồi mua xe này nè cái bà tôi chạy chiếc đấy không được rồi tôi chạy con được chạy đi được lên với mấy người Mỹ nó ghét ra nó lấy cái đầu nó chết đầu luôn hết rồi sao rồi tự nhiên nó lết không cần đi đâu cái tôi nói nhưng mà mấy người sửa xe nó nói ai biết mà chạy xe này nó lấy cái đầu nó nhét vô chỗ thắng á à. Nó chạy được con mẹ gì đâu à, có nghĩa là mà sao nó nhét ai biết bà nó đâu nó nhét làm sao ai biết cái nó thấy quá chạy vậy nó chọc quá à, chọc sao tôi nói vậy lúc chạy lên sao mà lúc chạy về thôi nó nhét vô chỗ nó thắng á à. Bà ơi tôi nói gì ngộ chắc là mấy người quen ấy chứ chắc quen á ờ nè ông này kêu cứ trồng sầu riêng chết chung hết đừng sợ ừ chết gì giờ nữa chết cũng vui cái chạy nó đi giờ dài là ngon rồi mà còn cái này mỏng mấy nữa mà bây giờ dài nó kêu lên tư vấn là tư vấn cái kiểu gì đúng không? Cái này á là dài này em sẽ thấy cái sẽ có những cái trường hợp thế này nó rụng lá nha đúng rồi nó rụng lá già bữa giờ đang rụng nhiều anh rụng ra cái cơi này sao nhiều rụng cũng nhiều ra cũng nhiều mà rụng cũng nhiều luôn à, tại nó dư lá nó khải nè không phải bố nha à, cái này mình sẽ hiểu được cái vấn đề là này khi mưa liên tục mưa 3-4 ngày đúng rồi. Thậm chí 7 ngày luôn chứ đừng nói 3-4 ngày ngày nào cũng mưa cái rễ nó không thở được có nghĩa là nó không thở được cái tầng oxy nó không có oxy nó thở được thì khi mà nó không thở nó không hút được dinh dưỡng nó không hút được cái khí khô vậy đó thì bắt đầu á là cơ đọt na ra nữa non ra nữa cái sầu riêng là vậy á cơ đọt non ra là rụng nếu với điều kiện mình là dinh dưỡng không đủ không cung cấp được cho nó hô hấp được thì bắt buộc cái lá già nó phải xả đi để nó làm gì nó giữ lại cái nước cho những cái lá non này đấy lưu ý cái vấn đề này thêm nữa thì nó cũng là một thêm một cái vấn đề liên quan tới ống nước cái ống nước nó quan trọng đúng còn ống nước là chuẩn bị là tới nắng là giờ ra hết á dạ ống nước là tới nắng còn bây giờ thấy trường hợp thí dụ dài này đây thí dụ như bây giờ hôm qua nó nắng thế nữa hôm trước nó mưa hôm qua nắng nè hôm qua là trận nắng này chiều qua này tới giờ nắng này chiều nay thí dụ nó nắng nữa mà trước đấy nó mưa liên tục cái nó nắng lên cái mình không tới nước cái kiểu vậy thì cây nó cũng đang bị thiếu nước à, nước thì bị nhích ra đây cái cây sầu riêng nó hơi bị sốc nha mưa liên tục mà nước liên tục tự nhiên cái nắng lên mình không có cung cấp nước cho nó cũng dễ là rụng lá già nè cái này hôm qua tôi tưới rồi về nắng hai bữa tôi hưng cây thấy nó khô khô hoặc tứ sơ không đâu à, cái tứ sơ của chú á chú tứ trong đấy cái tượng ngoài này nó không có thì để nằm ngoài này không nó nằm ngoài đây hết trơn rồi đấy cái quan trọng là cái ống nước mà sửa bây giờ luôn chứ đừng có chờ tắm mùa dạ sửa bây giờ luôn thì bây giờ tắm chắc là em làm sao làm ăn gian được cái ống nước thì bây giờ chích ra đây đúng không à. Thì mình giờ mình thà mình chích hết ra cứ hai cây mình chích sao nó giữa cây rồi bên này mình chích hết luôn đó đều hết tại vì bây giờ để đi hết rồi cứ giữa hết luôn giữa hết luôn tôi nó kêu con cái này đường sẵn có chích ngay này cây nè đúng rồi ngã tư cũng được đúng ngã tư cũng được thẳng bên đó cũng vậy cho được thẳng hết là có thì mình chích ngay ngã tư đây là nó ăn được hết này là đều hết 4 cây luôn này ngay ngã tư đó ok đó ngay ngã tư hợp lý luôn á
có đường giống như này sẵn. Ừ. Đầu khoan lỗ chích vô thôi. Đấy, cái ống nước nó quan trọng là quan trọng ở chỗ đấy. Ví dụ như bình thường mưa liên tục mấy ngày chú tưới nước đúng không? Mà tưới là tưới ở trong kia không, mà ngoài đây nó không có khí khô vậy. Bây giờ bác này tưới trong góc không, chứ ngoài này có gì đó. Đâu dân ra tới đây nổi đâu. Cái này con kính trời nắng là ban lại hết. Bây giờ nó không liền nó ấy quá. Thì bây giờ mấy chỗ đây nè, cái chỗ đây nè. Nó đang cầm cái dĩa này. Mà người thấy chỗ đây là rong rêu nó bám này. Rong không? Rong không à, mình đúng bài ra. Đúng cái này phải bài ra nữa. Bài ra. Bài rút ra. Thì cái dưới kia là cái mương hay sao? Hay đất người ta? Mương, có cái mương anh. Mương không? Mai mốt á, mà ví dụ như mình kỹ á, một chút á nữa thì sẽ xẻ một cái rãnh nhỏ. Kỹ một cái mương này cũng cho nó theo xuống mương hết không? Cho nó không động luôn. Là, em tưởng tượng thí dụ như mà đây là mà cái tầng tầng đất của mình trên này, ở dưới này cái mương thì nước nó sẽ rút ra chỗ đây. Thấm ra hết. Nó sẽ thấm ra, nó rút ra, đường nào cũng rút ra đúng không? Dạ. Ví dụ như ở nhà mình mà cái sân thượng ở trên thì đường nào mà không có có đường nước đi là nó phải thả ra. Thì cái cây sầu riêng nó nằm ở trên cao nó không bị úng rễ là nó phát. Dạ. Nhưng cứ đừng có để nó thiếu nước, mà đừng có dư nước. Nắng không ưa mưa không chịu. Thằng này mà cha con tôi không ban này tôi không xịt là nó chưa có ló này lên được. Dạ thì phải vậy á, đúng rồi, phải ló vậy đó. Ban này xịt dữ lắm á, xịt cho nước nó, đất nó trôi đi bớt trôi xuống đây nè. Đây bây giờ thì em nói tới cái giai đoạn cửa trên này phải cửa tháng 10 tháng 11 thì làm thuận vụ thì vậy thôi. Thì làm thuận làm bông thì nó cũng dễ thôi, không có gì khó hết á. Ở vùng này cây riêng cái cây thái này á làm bông rất là dễ, nhưng để giữ được cái bông của nó dưới trái nó là mới là một cái nghệ thuật. Đúng rồi. Thì cái nghệ thuật của chúng ta nằm ở đâu, nó quan trọng nhất là ống nước. Chụp cho anh mấy tấm hình này nha Quang. À, cô lại chụp hình chung chứ cô. Đây làm luôn. Mất cửa. Chụp hình lên mai mở YouTube cho coi. Đây là bà mẹ đi rider này, hai mẹ con mình đứng chụp tấm hình chứ gì mà. Đấy. Đây cái sầu riêng này. Đây mọi người. Mai mở YouTube cho coi. Đồ thấy không? Chụp tấm hình. Đây là người mẹ Bình Phước nha mọi người nha. Đây ở gần cũng gần sắp bò không biết. Gần Campuchia luôn, ba cây số. Năm đầu tôi làm giống á, tôi mắc làm cho xong 10 ngày tôi tưới nó. Nắng quá nó ra bông. Giờ cái này mình à. Mình nãy nắng đó ra bông cái tôi tưới lại tưới đậm tưới nước tưới lượng thôi. Bởi vì mình chưa làm bông mà. Rồi thôi, bye bye mọi người nha.